Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đến, những chiếc kính tâm trở thành vật bất ly thân của hầu hết tất cả mọi người khi ra đường. Vai trò của kính tâm không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ mắt khỏi tia nắng có hại của mặt trời, mà còn là phụ kiện làm đẹp tạo nên phong cách khác biệt cho người dùng. Sau đây là những lời khuyên giúp bạn lựa chọn được một chiếc kính mắt phù hợp Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống và trang tin tức 24 giờ. Hiểm họa từ kính mắt vỉa hè, nhiều người vẫn sử dụng kính vỉa hè như một món đồ trang sức hay vật dụng đeo đi làm hàng ngày. Do khi mua chỉ chú ý đến kiểu dáng mẫu mã mà không lường trước những nguy hại mà kính vỉa hè gây ra. Theo bác sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa khoa mắt Bệnh viện Đại học Quốc gia, việc sử dụng những loại kính mắt bán vỉa hè, chất lượng không tốt sẽ dẫn đến những tác hại khó lường, ảnh hưởng tới thị lực của người sử dụng. Nếu nhẹ thì bị hoa mắt chóng mặt, rối loạn thị giác, thị lực giảm, ảnh hưởng đến khúc xạ hình ảnh bởi các loại kính này không phù hợp với khúc xạ của mắt và không có khả năng chống tia cực tím. Vì thế khi đeo vào chỉ gây tác động xấu đến mắt. Người tiêu dùng đừng vì ham rẻ tiện lợi mà mua kính mắt kém chất lượng, tốt nhất nên đến bệnh viện hay các cửa hàng bán kính uy tín đã được Bộ Y tế cấp phép để đo và khám mắt trước khi mua kính. Tác dụng bảo vệ mắt của kính dâm Ngoài việc che chắn bụi côn trùng hóa chất khỏi chui vào mắt, kính dâm còn giúp bạn ngăn ngừa tia cực tím tia UV. Bỏng mắt do tia UV hay gặp với người tắm nắng quá lâu, người đi trượt tuyết. Lâu dài nếu phơi nhiễm với tia UV, ta có thể bị lên mộng mắt đục nhân mắt và thoái hóa hoàng điểm. Người đã mổ thủy tinh thể hay đang mang kính tiếp xúc vẫn nên đeo kính dâm khi cần thiết bởi vì kính dâm có độ phủ rộng hơn nhiều so với kính nội nhãn hay kính tiếp xúc. Nên chọn kính dâm màu nào? Đối với kính dâm thì độ lọc tiêu UV tùy thuộc vào màu kính và chất liệu làm kính. Kính làm bằng nát có khả năng lọc khoảng 50% lượng tiêu UV màu vàng, hổ phách và đen, nhạt được cho là lọc tiêu UV tốt nhất. Kính màu đồng, nâu đỏ được cho là lọc ánh sáng xanh tốt hơn màu khác. Nếu bạn thấy nghi ngờ thì nên nhờ các nhà chuyên môn về phân tích quang phổ, họ sẽ cho biết chính xác kính của bạn có thể bảo vệ bạn 100% khỏi tiêu UV hay không. Kính màu xám thích hợp cho mọi hoạt động thông thường trong khi vẫn đảm bảo cho thị lực tốt, màu sắc trung thực. Màu nâu được dân chơi gôn trượt tuyết ưa dùng màu cam nên dùng cho người đi chơi môn bắn súng, màu đỏ thích hợp với nơi quá nắng, màu vàng nên dùng khi lái xe và đi biển. Kính dâm phụ kiện làm đẹp không thể thiếu, cũng giống như giày dép, túi sách, kính dâm còn là món đồ thời trang ưa thích của mọi người. Để có thể chọn được kiểu dáng kính dâm đẹp và phù hợp, đầu tiên bạn cần chú ý đến tỷ lệ khuôn mặt của bạn. Thường thì dáng kính ngược lại với dáng mặt sẽ giúp trở nên cân đối hơn. Ví dụ, nếu sở hữu khuôn mặt tròn thì bạn nên chọn kính gọng vuông, chữ nhật hay đa giác. Những chiếc kính có đường cong, dáng tròn như kính chuồn chuồn sẽ làm mềm mại hơn khuôn mặt vuông góc cạnh. Nếu là mặt dài thì bạn nên cân đối bằng chiếc kính hơi dài một chút. Kính có mắt và gọng to bản sẽ giúp che đi khuyết điểm của khuôn mặt. kiểm tra chất lượng của kính dâm một số màu kính có khả năng lọc tiêu uv tốt hơn song khả năng đó không phụ thuộc vào màu kính đậm hay nhạt mà phụ thuộc vào chất tráng ở kính hay chất được pha trong nguyên liệu làm kính bạn cũng có thể kiểm tra chất lượng của kính bằng cách cầm kính dâm để lên cánh tay và nghiêng chiếc kính một chút, nếu không thấy bóng của kính bị bóp méo thay đổi hình dạng, đặc biệt là ở phần gờ kính thì đó là một chiếc kính có chất lượng tốt. Bạn cũng nên chọn loại mắt kính đủ che mắt ở mọi góc độ để bảo vệ mắt khỏi bụi và tia cực tím. Lưu ý chọn một chiếc kính dâm vừa vặn Hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái với cặp kính mình định mua, ôm sát khuôn mặt, không kích, không gây khó chịu ở sống mũi hay gây đau vành tai. Đeo thử kính trong khoảng 5 đến 10 phút, khi bỏ ra nếu thấy vết hằn trên sống mũi hoặc ở hai thái dương cho đến mang tai thì chắc chắn bạn đang đeo một cặp kính quá chật với khuôn mặt. Chọn loại kính dâm có tròng lớn nhưng ôm vừa vặn với khuôn mặt, bao bọc quanh mắt để có thể ngăn cản ánh sáng mặt trời tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, những lưu ý khi đi bơi ở bể bơi công cộng sẽ là những thông tin hữu ích mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.